Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cư dân Hyundai State. Bản tin tuần này của chúng tôi có những tin chính sau đây. Bể bơi là tiện ích tại tổ chung cư cao cấp Hyundai State được cư dân ủng hộ và đón nhận sử dụng nhiều trong những ngày hè nắng nóng năm nay. Số lượt cư dân sử dụng trong ngày lên đến 70-80 lượt sử dụng. Nhằm phục vụ tới quý vị và quý cư dân một dịch vụ tốt nhất, trong tuần vừa qua, Ban Quản lý Tòa nhà tạm dừng hoạt động bể bơi từ 22:00 ngày 30 tháng 6 năm 2014 đến hết ngày 4 tháng 7 năm 2014 để bộ phận kỹ thuật của tòa nhà vận hành bảo trì hệ thống bể bơi. Trong thời gian tạm dừng hoạt động của bể bơi, bộ phận kỹ thuật của tòa nhà vận hành xử lý bù nước đã mất trong thời gian vận hành vừa qua và tiến hành lọc nước liên tục nhằm cung cấp nguồn nước ổn định và đảm bảo chất lượng cho quý vị và quý cư dân khi sử dụng tiện ích hồ bơi. Ngoài ra, bộ phận kỹ thuật của tòa nhà tăng cường thêm phin lọc nước để tăng cường cho hệ thống bể bơi được vận hành và lọc nước liên tục. Hàng ngày, sau thời gian cung cấp dịch vụ cho quý cư dân, nhân viên kỹ thuật của tòa nhà sẽ tiến hành vệ sinh hồ bơi sau 22 giờ. Đồng thời, bộ phận làm sạch của tòa nhà tiến hành tổng vệ sinh, phun rửa mặt sàn xung quanh bể bơi, tổng vệ sinh khu vực phòng thay đồ WC. Nhân viên hồ bơi tiến hành xử lý vệ sinh bệ đá trong lòng hồ bơi. Ngày 5 tháng 7 2014 vừa qua, bể bơi đã hoạt động trở lại bình thường. Kính thưa quý vị và quý cư dân, đối với mỗi một căn hộ khi bắt đầu chuyển về sinh sống tại tổ chung cư cao cấp Hyundai State sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ trong các thủ tục để có thể ổn định cuộc sống tại ngôi nhà mới. Tại văn phòng ban quản lý tòa nhà, nhân viên chăm sóc khách hàng của tòa nhà sẽ hỗ trợ thông tin cho quý cư dân về các dịch vụ mà quý cư dân không phải đi đâu xa, vẫn được hưởng các dịch vụ tốt nhất với mức phí của các đơn vị áp dụng như đơn vị mạng thoại, điện hay truyền hình cáp. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu tới quý vị và quý cư dân về thủ tục đăng ký lắp đặt công tơ điện cho căn hộ của quý vị và quý cư dân tại tổ chung cư Hyundai State. Tại văn phòng ban quản lý tòa nhà, nhân viên chăm sóc khách hàng của ban quản lý tòa nhà sẽ hỗ trợ hướng dẫn quý cư dân trong mọi thủ tục và đăng ký những tiện ích của tòa nhà. Trong đó có lắp đặt hệ thống công tơ điện cho căn hộ của quý vị và quý cư dân. Các giấy tờ cần có để hoàn thiện thủ tục lắp đặt công tơ điện, quý cư dân chỉ cần photocopy hợp đồng mua bán căn hộ của chủ hộ với chủ đầu tư. Ngoài ra, cần photocopy chứng minh thư nhân dân của chủ hộ. Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hướng dẫn quý cư dân điền vào thông tin form mua bán hợp đồng điện theo mẫu của điện lực EVN Hà Đông. Các form mẫu cần có như bản cam kết hợp đồng mua bán điện, biên bản thỏa thuận điện, v.v. Sau khi hoàn thiện đầy đủ các thông tin vào form biểu mẫu, ban quản lý tòa nhà sẽ gửi hồ sơ mua bán điện của quý cư dân tới điện lực Hà Đông. Sau khi nhận được hợp đồng mua bán điện của điện lực, ban quản lý tòa nhà sẽ gửi hợp đồng mua bán điện của điện lực Hà Đông tới quý vị và quý cư dân. Mọi thủ tục đăng ký trên, quý vị và quý cư dân sẽ được ban quản lý tòa nhà hướng dẫn, hỗ trợ và không tính phí dịch vụ. Nhằm kiểm soát luồng người vào ra tại tổ chung cư cao cấp Hyundai State, chủ đầu tư đã lắp đặt hệ thống chuông cửa màn hình kết nối từ căn hộ của quý vị và quý cư dân với sảnh tầng G, tầng hầm bãi gửi xe B1, B2. Do hệ thống được thiết kế theo một line thẳng đứng, trong tuần vừa qua, nhà thầu COCOM đã tạm ngừng hệ thống chuông cửa màn hình của các căn hộ số 4 thuộc tòa nhà C1 trục 14 để khắc phục lỗi hệ thống. Trong tuần vừa qua, nhà thầu Hyundai ENC vẫn đang tiếp tục bảo hành bảo trì hệ thống thang máy của tòa nhà CT4 và CT5. Ngoài ra, nhà thầu tư nhân vẫn đang tiến hành vệ sinh kính mặt ngoài của tòa nhà CT4 và CT5. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số tin chính trong bản tin cư dân Hyundai State, bản tin số 20 do ban quản lý tòa nhà Hyundai State thực hiện. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.